Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tam Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại bán kết lượt về C1 giữa Real với Man City. Lượt đi là một màn đôi công hấp dẫn với rất nhiều bàn thắng. Trong màn thi đấu lần này, hứa hẹn cũng sẽ mang đến rất nhiều sự kịch tính vốn có của nó. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tam Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tam Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa Real Madrid gặp Manchester City. Trận đấu này là trận lượt về của vòng bán kết cúp C1. Lượt đi hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn với tỷ số chung cuộc là 4-3 như về phía Man City. Nhưng mà với cái tỷ số này thì Man City sẽ chỉ có lợi thế một bàn để đến làm khách của Real. Và với đánh giá của chúng tôi thì với cái lực đẩy hiện tại về tinh thần và sức mạnh của Real, họ chắc chắn sẽ gây ra một trận đấu khó khăn cho đội khách Man City. Thì Man City cũng không phải là dạng vừa, họ cũng đang là cái đội mà rất mạnh, được đánh giá là đội bóng hàng đầu của ngoại hạng hiện tại. Rõ ràng đây là cuộc đấu của hai đội mà có cái phong độ tốt nhất ở thời điểm này. Real mới nhất vừa đánh bại Espanyol tỷ số 4-0 để chuẩn bị cho trận lượt về này. Còn Man City họ cũng có chiến thắng đậm đà cũng với tỷ số 4-0 trước Leeds United. Nhà cái đưa ra mức kèo tài xỉu trận này hiệp 1 là 1.25, còn mức cả trận là 3 hòa. Theo đánh giá cá nhân của chúng tôi thì trận này rất có thể tổng số bàn thắng sẽ vượt qua là mức 3 bàn. Real đang ghi bàn rất tốt với sự sung sức của bộ đôi là Karim Benzema và Vinicius Junior. Còn về phía Man City thì sự tỏa sáng của những Kevin De Bruyne, Phil Foden và gần đây là cả Gabriel Jesus nữa. Họ đang giúp cho Man City có một hàng công chơi rất tốt. Tuy nhiên trận này thì nếu mà Riyad Mahrez mà ra sân thì anh cần phải lấy lại phong độ và tinh thần tốt nhất để tránh việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trong cái trận lượt đi. Chúng tôi đánh giá rằng cái trận chiến ở Bernabeu trận lượt về này sẽ vẫn là một trận đấu mà cửa tài nổ tưng bừng cho anh em. Nhà cái đưa ra mức chấp là Man City chấp đội chủ nhà không phải làm trái. Thực sự thì Real mùa này gần như họ đang là chân mệnh thiên tử, bởi vì những trận đấu trước gặp PSG này rồi gặp cả Chelsea, mặc dù họ chưa chơi thực sự quá hay nhưng mà với cái bộ đôi là Vinicius Junior và Benzema, họ ghi được rất nhiều bàn thắng mà mang tính quyết định của trận đấu. Hơn nữa thì hai cái đối thủ vừa rồi họ còn chủ yếu là tự thua. Cái hàng phòng ngự và thủ môn đã tạo ra quá nhiều tình huống gọi là sai lầm để cho Benzema tận dụng. Chúng tôi dự đoán rằng với cái sự vừa hay lại còn may của Real Madrid thì việc chọn cửa Real trong trận này là tư vấn của chúng tôi dành cho anh em. Và anh em hãy đăng ký kênh cũng như like video này để ủng hộ cho Tam Bóng Đá nhé. Dự đoán Real thắng 3-2. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tam Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.